Dạ vâng, lời đầu tiên thì cho show em xin được gửi một lời chào, lời kính chúc sức khỏe trân trọng nhất gửi đến tất cả các bác đam mê đi soi đêm, đam mê đi rừng trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Thì trong video ngắn của ngày hôm nay thì show em sẽ lên và giới thiệu đến cho các bác ba cái mẫu đèn pin siêu sáng mà đang được các bác và anh em tin tưởng sử dụng cực kỳ là nhiều. Thì bây giờ bắt đầu vào mùa để các bác đi soi đêm rồi, thì các bác nào mà chưa có đèn pin này hoặc là các bác đang muốn tham khảo mua cho mình một trong chiếc đèn pin siêu sáng để các bác đi soi đêm đạt hiệu quả kinh tế cao thì các bạn cố gắng theo dõi hết video clip của em ngày hôm nay có nhé, để có thể lựa chọn cho mình một trong chiếc đèn pin siêu sáng bên em các bác nhé. Thì cũng không phải để các bác chờ đợi lâu nên sau đây em sẽ đi vào giới thiệu cụ thể chi tiết từng mẫu đèn pin siêu sáng một, em sẽ giới thiệu mẫu nào thì em sẽ báo giá công khai luôn để có cân đối tài chính có nhé. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu đến cho các bác một cái mẫu đèn pin cực kỳ là nhỏ gọn các bác nhé, chiếc đèn pin ML8 các nhé. Chiếc đèn pin ML8 này cân nặng chỉ có 2,5 lạng thôi đấy, các bác đội lên đầu cực kỳ là nhỏ gọn các nhé. Mẫu đèn pin ML8 này chóa sẽ là 8cm các nhé, chóa sẽ là 8cm, ở trong sẽ là chóa led hết, cho ra một chất lượng ánh sáng cực kỳ là gọn. Và chiếc đèn pin ML8 này thì màu dàn gì, mỗi lần các bác sạc đầy các bác có thể sử dụng liên tục được tầm độ 8 đến 10 tiếng đồng hồ đấy, tất cả các gen là gen chìm hết, chống nước tuyệt đối 100% các nhé. Chiếc đèn pin ML8 đây có nhé, em sẽ test thực tế cho xem thử ánh sáng luôn, ánh sáng rất chi là gọn. Chiếc đèn pin ML8 sẽ có hai chế độ sáng vừa và chế độ sáng mạnh để các bác có thể lựa chọn. Thì một chiếc đèn pin ML8 ánh sáng trắng giá là 250.000, ánh sáng vàng cũng là 250.000, cũng là 250.000 đồng, đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà các bác nhé. Tiếp theo em sẽ giới thiệu đến cho các bác cái mẫu đèn pin thứ hai, đây là chiếc đèn pin K25 các nhé. Chiếc đèn pin K25 chóa thì sẽ là 10cm, sẽ chế độ ánh sáng trắng và ánh sáng vàng, chóa sẽ 10cm, cân nặng vào hơn 3 lạng thôi đấy, các bác độ lên đầu nó cũng rất chỉ là nhẹ không nhé. Pin thì mỗi lần các bác sạc đầy các bác có thể sử dụng liên tục được tầm độ 10 đến 12 tiếng đồng hồ đấy, pin cũng rất chỉ là trâu bò để các bác đi qua đêm cũng không lo hết pin luôn các bác nhé. Tất cả các gen này gen chìm chống nước tuyệt đối 100% các bác nhé. Pin thì sẽ là bằng pin lithium, pin sẽ cực kỳ là nhẹ các bác nhé. Thì chiếc đèn pin K25 này sẽ có chế độ ánh sáng trắng và ánh sáng vàng đấy các bác nhìn ạ, ánh sáng thì rất chiều gom rồi đấy, thường thường các bác đi đêm nhiều bác thích ánh sáng trắng hơn các bác nhé. Thì một chiếc đèn pin K25 này ánh sáng trắng và ánh sáng vàng thì bên show em đang bán đồng giá là 350.000 các bác nhé, 350.000 đồng, đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà các bác nhé. Đấy, tất cả qua mua hàng bên shop thì các bác sẽ kiểm tra hàng này đúng à, đúng sản phẩm như em giới thiệu trên video thì các bác sẽ thanh toán tiền các bác nhé. Và cuối cùng thì em sẽ giới thiệu đến cho các bác một cái siêu phẩm đèn pin, đây là một trong những mẫu đèn pin độ sáng cực kỳ là xa nhất trên thị trường hiện nay các bác nhé. Chiếc đèn pin XG9516 các bác nhé. Đấy, dung lượng pin sẽ là 12.500 ampe, các bác có thể sử dụng liên tục được tầm độ 17 đến 18 tiếng đồng hồ đấy, dung lượng pin cực kỳ là trâu bò các bác nhé. Phần đội đầu thì ở dưới sẽ bọc một lớp xốp. Đấy, các bác đội lên đầu, cái thứ nhất là cực kỳ ôm đầu, cái thứ hai sẽ là cực kỳ là êm có nhé. Về phần chóa thì là chóa sẽ 10cm có nhé, cho ra một cái ánh sáng cực kỳ là gom và sáng sẽ cực kỳ là xa luôn. Thì một chiếc đèn pin XG9516 này thì tất cả các gen chìm, đây các bác nhìn ạ, những cái gen chìm đây thì ở trong sẽ gioăng cao su chống nước tuyệt đối 100%, giúp các bác đi trời mưa sẽ không bao giờ lo bị nước vào trong đèn và nước vào trong bếp đèn của mình có nhé. Sẽ rất là nhiều chế độ ánh sáng để các bác có thể lựa chọn. Ví dụ như các bác đi rừng, ở trong rừng mà không có điện đóm, các bác có thể bật cái bóng này lên để các bác ăn cơm này, và sẽ có bóng đổi màu đây các bác nhé, sẽ có bóng đổi màu. Và mẫu đèn pin XG9516 này thì ánh sáng ban đêm thì các bác soi được tầm độ 800 đến 1000m, các bác soi cực kỳ là xa luôn và ánh sáng sẽ cực kỳ là gom các bác nhé. Đây một trong những mẫu đèn pin bên em đang bán rất chia chạy, được các bác tin tưởng sử dụng cực kỳ là nhiều luôn các bác nhé. Thì cũng không để các bác chờ đợi lâu nên sau đây em sẽ đi vào test thực tế cho các bác xem thử cái ánh sáng của chiếc đèn pin này luôn. Đấy các bác nhìn ạ, rất chi là sáng luôn. Sẽ có chế độ sáng vừa đây có nhé, chế độ sáng vừa này và chế độ SOS này và chế độ sáng mạnh để các bác có thể lựa chọn có nhé. Các bác mà không thích cái màu trắng này, không thích ánh sáng màu trắng thì các bác có thể lắp cho em cái chóa đổi màu vàng vào thì nó sẽ chuyển sang ánh sáng màu vàng có nhé. Và chiếc đèn pin XG9516 này thì sẽ có chế độ để các bác có thể sạc điện thoại được các bác nhé. Đấy, đây chế độ để các bác sạc điện thoại, sạc pin dự phòng, rất chi là tiện luôn. Thì một chiếc đèn pin XG9516 này phụ kiện đi kèm sẽ hai chóa đổi màu đây các bác nhé, hai chóa đổi màu này và một cục sạc. Đấy, một cục sạc hết pin các bác có thể sạc điện lưới 220V. Cục sạc này thì
cục sạc của Taixi. Các bác có thể sạc chung điện thoại này, sạc chung với đèn pin được. Đấy, rất chi là tiện đúng không? Thì một chiếc đèn pin XG9516 hàng cao cấp thì giá tại thời điểm hiện tại bên Soyan đang bán giá là 450.000 có nhé, 450.000 đồng đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà có nhé. Đó là ba cái mẫu đèn pin siêu sáng từ hàng bình dân đến mẫu đèn pin hàng cao cấp. Thì em muốn giới thiệu đến cho các bác ạ. Thì các bác mà đang quan tâm mẫu đèn pin siêu sáng nào thì các bác nhanh tay liên hệ trực tiếp số điện thoại bên em các nhé, để bên em tư vấn và bán cho các bác những chiếc đèn pin siêu sáng, giá thì cực kỳ là rẻ và hàng thì cực kỳ là chất lượng có nhé. Đấy, thì một video em làm rất là ngắn thôi. Thì cuối video thì có được cho em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của em ạ.